giao hàng chị ơi. Rồi, em cảm ơn nha. 210 ngàn. Rồi, trước cái điện thoại gì nói em đâu nghe được gì đâu, nó cứ ồ ồ ồ ồ. Em cũng chạy xe mà, tại cái giờ đó là cuối giờ hành chính á, người ta đi về nghỉ trưa. Dạ. Nên em đâu có chạy qua được. Em vừa mới đi về với nhà luôn á. Nhà chị đâu? Nhà em mới mua lâu á. Rồi cái anh điện nghe cũng nghe ra, em cũng đâu có chạy về kịp rồi, lại quay lại được đâu. Rồi em cảm ơn ạ. À. Rồi có kiểm đồ không? Em đánh thành công à. Rồi đánh cứ đánh thoải mái đi. Rồi. Em coi coi chứ. Mua rồi lấy phải không? Dạ. Đúng rồi, cũng 117. Phát thì thanh tiền. Phát thì 2 tiền. Em đang lên vlog á. Của em tổng cộng là 297.900 đồng. Anh Thu 298.000 nha. Khối em 202. Thiếu 200 nha. Không đâu được đâu, em trả em đợi. Chị ơi, một đôi dài với lại hai cái của shop Nguyễn Hoa. Cái này là 180. Một cái 185, một cái 325 với cái đôi dài 270. Bảy trăm tám tổng cộng á chị. Tám chị.
Rồi, em cảm ơn chị. Em giao hàng khách tên là 190.000 chị. Đợi em bé. Mà ở đây chị cứ ghi là rồi lên sổ, chị ghi số nhà, có số nhà nó lộn lung tung lắm, không có theo thứ tự nên không có tìm được. Dạ alo. Em đang giao cái đơn hàng của mẹ Dương Nguyễn đó sắp rồi, có được khui hàng ra kiểm không ạ? À? Dạ có cho khách kiểm hàng anh ơi, nhưng mà nếu mà trường hợp mà khách không lấy hàng thì thu ship giùm em ấy nha. Dạ tiền ship là 30.000 phải không ạ? Không mà sao dạ, 17 dạ, dạ, ký dạ. Cho em nói chuyện với anh nó luôn, bên sao 17 ký mà sao gửi. Alo anh ơi, sao 17 ký mà này gửi hàng cho em sao nhỏ xíu à? Nhỏ hả chị? Dạ đúng rồi. Chị ơi sao 17 ký mà này nó nhỏ quá vậy chị? Alo. Em lấy đúng size đúng chị ạ. Cái gì size này 17 ký nó nhỏ xíu à. Bé không vừa. Đúng rồi, bé em nó bự hơn, từ em mua qua bởi nó là cao khoảng 95 cm á. Mà cái này chị giao số 5 mà nó bé nó mặc vừa. Ship. Em giao hàng nè, phải số của chị Ngọc Hân không chị? Dạ. À, chị để địa chỉ 156-1-2 là mình ở đâu vậy chị? Trời ơi, đi nữa hả? À, đơn hàng này đồ thời trang 405.000 á. 405.000 á, dạ.
dặn chị hoài mà sao chị đặt về thị trấn hoài vậy chị? Em giao lên Long Bình Điền em bị mấy cái bạn đó nói á. Không có á. Mà sao kỳ vậy? Em gửi cho anh coi địa chỉ này, làm bấm địa chỉ ở đây mà. Rồi rồi để chạy lên. Lên liền nha. Rồi rồi. Đặt hàng như là chết em rồi, cứ đặt về thị trấn hoài. Chạy lên đây giao mấy thằng Long Bình Điền nó thấy nó chửi chết. Nào chửi? Xâm nhập vô địa bàn của nó. Em đang coi lại cái tin nhắn nè, mà sao em nhớ rõ ràng, em ghi ở địa chỉ trên này mà ta. Hay là shop cũ nó luôn địa chỉ cũ. Đâu khui ra em coi cái đó là cái cửa cái shop nào vậy? Cái shop nào vậy? Tên gì vậy? Khách hàng yên tâm nhận hàng, phong cách Sài Gòn. Có hỗ trợ đổi trả tiền nếu không hài lòng, chân thành cảm ơn. Cho xem hàng không nhận thu phí 40k. Dữ dạ. Đây, giấy trắng mực đen. Chị đặt hàng như là chết em rồi. Đó là 40.000 tiền ship á. Ship đi 30, ship về 15.000, ta lấy có 40.000 thôi. Nói chung là coi đi. Đồng ý thì lấy, cũng đồng ý thì điện shop. Tại vì chuyển lên đây rồi đâu có chung tiếng đâu vậy. Mà gặp làm cái gì? Mày nhìn thấy em bên con. Mập quá hả? Đưa số ký lên mà nó đưa cho nó xây lạo luôn. Chứ ghê không? Xài cái sim này cũng phải 4 năm rồi đó. Không thấy có một cái khuyến mãi gì hết trơn. Tháng nào cũng đóng 100.000. Rồi vậy? Ừ. Không có cái áo mưa hay cái nó bảo hiểm luôn. Chắc cái cắt mobi luôn á. Trời đất ơi dạ. Mua cho mẹ nè. Quá. Cái đó quần tây hay là váy? Như đầm dạ hội vậy, với chân vái vậy. Thôi 95. Thằng Long Bình Điền mà nó thấy dựng xe đây là lát về nó chửi nữa nè. Mắc cười quá hà. Biết tại sao không? Sao? Tại nó nói mua microphone dễ giao, tại sao không đưa cho nó giao? Mà lại tự ý chạy lên. Ừ, nên á, mình đi lên mình giao cái đó nói mình á, cục nào mà giao được cái giữ lại, còn cục nào giao không được cái đưa qua nó. Rồi xong chưa? Đánh thành công là bút xa gà chết đó. Không có cà phê, cà pháo gì được đâu á. Ờ, có ai uống cà phê nữa không? Không. Bây giờ nhỏ đâu rồi? Nhỏ nào? Làm gì có ai uống cà phê? Nhỏ nào uống cà phê đâu rồi? Làm gì có nhỏ nào? Bữa nghe rõ ràng có nhỏ uống cà phê. Lâu lắm rồi đó, năm mấy rồi đó. Năm mấy rồi, giờ nó còn rủ không? À biết nhỏ đó là nhỏ nào đâu, tự nhiên nó rủ khơi khơi. Rồi đúng không? Đánh đại. Đánh, đánh đại. Rồi.